Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha đá chanh. Đây là một thức uống đơn tầng như sau, gồm có chanh và tắc. Thì đầu tiên mình sẽ dắt chanh và tắc ra, thì có 60 ml nước đường. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho 20 ml nước chanh đổ trực tiếp vào bát tông. 10 ml nước tắc. 60 ml nước đường. Sau đó mình sẽ cho một cúc đá vào. Rồi, mình sẽ đậy lại. Lắc đều mạnh lên. Rồi, sau khi xong, mình sẽ lấy sản phẩm mình đổ trực tiếp ra ly. Trang trí một lát chanh. Hai găm hút. Một cây dù. Kèm thêm một cây khuấy. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.